Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đời sống của người lao động, thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, các chủ hộ kinh doanh nhà trọ trên địa bàn phường An Thới đã đồng loạt giảm giá tiền thuê phòng cho người lao động từ 50% trở lên. Hiện nay trên địa bàn thành phố có hơn 26.000 lao động tự do tạm trú tại các cơ sở nhà cho thuê, nhà trọ. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên một bộ phận không nhỏ người lao động đã gặp khó khăn về chi phí nhà ở. Tại phường An Thới là nơi tập trung hàng chục ngàn lao động. Hưởng ứng thư ngõ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, lãnh đạo phường An Thới đã chỉ đạo tới các ban ngành đoàn thể, khu phố, tuyên truyền vận động các chủ cơ sở kinh doanh, nhà cho thuê, nhà trọ, miễn giảm giá phòng cho người lao động, đồng thời hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người lao động hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, hầu hết các chủ cơ sở kinh doanh nhà cho thuê, nhà trọ trên địa bàn phường An Thới đều miễn giảm giá phòng cho người lao động từ 50% trở lên. Đến nay thì tất cả các cái nhà trọ cũng đã có cái hỗ trợ cho các cái người lao động trên cái địa bàn phường. Giảm giá là mỗi một phòng trọ đều giảm giá cho người lao động là 50%. Có những cái hộ thì giảm là toàn bộ cái tiền phòng cho cái người lao động. Ông Dương Đình Hân, một chủ hộ kinh doanh nhà trọ tại khu phố 6, phường An Thới, có 10 phòng trọ, hầu hết người thuê ở đều là lao động có thu nhập thấp. Trước đây, ông Dương Đình Hân đã hỗ trợ giảm tiền phòng cho người lao động 20%. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, ông Hân tiếp tục hỗ trợ giảm tiền phòng cho người lao động lên 50%. Thực hiện thư ngõ của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giữa cái tình người, con người sống với nhau. Thì tôi chủ nhà trọ cũng chia sẻ khó khăn và hỗ trợ cho người ở trọ miễn giảm cái tiền thuê trọ, tiền phòng thì chú giảm 50%, trước đó là giảm cho 20% và hỗ trợ tiền quà gạo giải quyết cái khó khăn chứ trong thời gian dịch bệnh. Chồng em thì đi làm hồ, em ở nhà em giữ nhỏ, có bữa làm bữa nghỉ. Còn chú nhà trọ thì lúc trước ở tháng 1,1 triệu, bây giờ chú giảm xuống còn 500 ngàn. Dạ, nhờ cái tiền giảm đó mà có tiền cho mua sữa thôi, chứ mua đồ ăn rồi cho nó ăn, chứ cũng đỡ một chút, đi chợ đi vọng thì cũng đỡ một chút. Tôi cũng đi làm hồ, chuyện khó khăn dịch này nè nó cũng hơi khó lắm, rồi nhờ chú ăn nè cũng giảm 50%, rồi còn 1,1 triệu còn 500 thôi. Những cảm ơn chú, nhờ tiền giảm của chú mình xây sở vật dụng cho đỡ một chút. Ngoài phường An Thới, hiện nay các xã phường trên địa bàn thành phố Phú Quốc đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ nhà trọ hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Nhân dân thành phố miễn giảm giá thuê trọ cho công nhân, lao động trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhằm góp phần giảm gánh nặng cho người lao động với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.